Vibanh, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Queen Farm được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Em nghĩ là anh đã quên câu slogan của anh rồi đó. Câu của anh đó là duy chỉ có một, chỉ thua không thắng, chỉ thua không thắng. Chúng tôi thì không có gì cả ngoài những cái top 1, cái sự đó. Anh thấy thái độ phụ huynh của anh đằng sau lưng không? Phụ huynh của anh còn không muốn bên anh luôn. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Đầu tiên là liên minh của đội trưởng All Genus và liên minh của đội trưởng Thanh Lam. Xin mời. Thật sự là rất là đẹp thưa quý vị. Không biết vì một lý do gì đó mà quý vị có thấy là các ca sĩ của chúng ta nhuận sắc sau từng vòng thi không ạ? Mọi người đẹp dần theo từng vòng thi, đặc biệt là kế bên tôi Lương Quýt Hữu đây. Trời ơi! Chấn động. Bữa nay Ogenus nhìn cũng đẹp trai. Anh thấy em bắt đầu là có dấu hiệu của một bạn trai quốc dân rồi đó. Em cảm ơn anh Thành. Hôm nay bác Quang Linh da đẹp ha. Còn có đeo vòng kiểu tử tiên đó anh em ơi. Đó, đồng màu nữa kìa. Phạm Anh Duy thì vẫn không có gì để nói. Thì mình bước qua. Cái gì anh ơi? Xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh bị mù màu. Bài đặt tương sinh là có hoa có nơ rồi này nọ nữa, giống gói quà Hàn Quốc quá, sao tự nhiên giống em vậy? Anh đợi đi, bọn em sẽ có bất ngờ cho tất cả quý vị khán giả ở đây. Eo ghê gớm. Cho tôi hỏi là đội Ogenus đã chuẩn bị gì hôm nay ạ? Tinh thần thi đấu có tự tin hay không ạ? Trên 100% anh ạ. Trong một con số cụ thể đi. 120% đi. 120 thôi. Thôi ít. Hơn nữa. 200-300% đi. Đội vẫn bị lụng củng đúng không? Không, không. Đội vẫn lụng củng nha. Lụng củng quá. Vẫn chưa có cái gì thống nhất hết. Còn đội Thanh Lam thì sao ạ? À? Đội này thì nói ít làm nhiều. Và đội này là... một trăm phần trăm vừa đủ thôi đúng không? Vừa đủ chín tới. Medium rare. Hôm nay là đội bên kia là cảnh giác cao đấy nha. Cảnh giác cao đi nha. Không phải, với cả thật ra đây rồi tưởng ban combat của đội em ạ. Kích động lên 20-30% gì đó. Có bao giờ được như thế đâu. Đó, thấy mình chưa. Cứ từ từ đến chơi hát cho vui đó. Thế mà cũng thắng mấy trận rồi. Ôi dạ. Trời ơi, tưởng hiền lành em ơi. Còn nhớ lần trước ấy. Sao là bên kia chị Lam chị thách đấu kinh lắm. Dạ đúng rồi. Sợ. Người ta ăn nhau về hậu vận. Thường những người mà tròn như chị là hậu vận căng tràn. Đúng rồi. Với những cái sự thách thức như vậy thì tôi tin chắc rằng là hôm nay chúng ta sẽ có những cái trận đấu nghẹt thở. Bỏ mạng đấy. Đó. Rõ ràng. Không sợ em sợ, tắt tiếng luôn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay tôi muốn biết ai sẽ đấu với ai. Vậy, tiết mục solo đầu tiên, tôi muốn biết với sự thách đấu long trời lỡ đất của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam lần trước thì không biết Thu Minh đã nhận lời hay chưa? Đối thủ không đội trời chung là Thu Minh. Đấy. Đâu? Rồi. Bên đây có chị Đại thì chắc chắn là sẽ phải đấu với chị Đại bên đây rồi ạ. Không, nhưng mà có nhận lời không hay là nhận không dám? Nhận lời không? Có nhận lời không hay là không dám? Chị ấy sẽ nhai đầu chị. Nước chị. Này, đây có đánh răng cho cô, đây có nhai đầu. Bây giờ tiết mục nhai đầu bắt đầu. Thưa quý vị, thiên hạ đệ nhất thì phải để võ công cao thủ đệ nhất đấu với nhau đúng không ạ? Rồi. Làm sao mà Thanh Lam không đấu Thu Minh được? Trận đấu này buộc phải xảy ra. Trận đấu này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vocal nha mọi người. Nó sẽ còn bao gồm cả performance nữa nha mọi người. Sợ gì? Biết performance gì không? Em đừng thách chị nhá. Chị đừng thách em nhá. Em lấy na, em chọn chị. Rồi, đúng chị Thu Minh rồi. Đúng chị Thu Minh rồi. Xin các đội đừng đánh lộn mà. Dạ. Chúng ta là nghệ sĩ không phải chợ búa. Dạ, xin lỗi. Dạ. Như vậy, chúng ta có trận đấu Thanh Lam và Thu Minh. Cho tôi hỏi, đội Thanh Lam,
trận 1-1 thì chị cử ai ạ? Tại vì đội bên này nói thật là bị mạnh quá, bị mạnh quá, chứ làm nào. Dạ. Cảm ơn sự khiêm tốn của chị. Khán giả thì nhìn xem là đội này có mạnh quá không. Quyết định cử con ác chủ bài đấu với cả con ác nhép. Ác nhép. Đây thì ai ạ? Ác chủ bài là ai? Ác chủ bài là đây. Orange. Yeah. Orange. Xem là bên kia cử con ăn nhép nào đây. Cử con ăn nhép nào đây. Bọn em xin cử Oceanus. Đeo kính màu xanh. Nhờ. Rồi bộ vest màu xanh. What's up? Có ý đồ gì đây nè? Đây là chú rể, đây là cô dâu. Xin hai đội có gây lộn cũng đừng che hình MC à. Dạ, đấy à, cho em ý kiến à. Mời em. Không phải ở đây chỉ có một người này là xanh à, còn người nữa. Tôi xin thách đấu với người này. Người màu cam đang thách đấu người màu xanh. Xin hỏi gói quà Hàn Quốc như thế nào ạ? Tưởng đấu với tôi mà dễ à? Xin em đừng nghĩ mình là chi bu. Em hãy bình tĩnh lại. Nhan sắc em có giới hạn. Quý vị có thấy Duy đẹp không ạ? Xin Apple tập trung. Trung là ngay từ đầu rồi, em giữ slogan rồi. Duy thì không có gì, Duy chỉ có 102. Nó vẫn không liên quan đến lời thách đấu ạ. Có nhận lời hay không? Em nghĩ là anh đã quên câu slogan của anh rồi đó. Câu của anh đó là Duy chỉ có một, chỉ thua không thắng, chỉ thua không thắng. Chúng tôi thì không có gì cả. Ngoài những cái top 1, cái sự đó. Anh Duy à, anh thấy thái độ phụ huynh của anh đằng sau lưng không? Phụ huynh của anh còn không muốn binh anh luôn. Thôi, kiến luôn. Orange sẽ đấu với Apple. Ôi kìa, sao Apple, em Apple. Như vậy đồng nghĩa là 4 người còn lại sẽ vào một team performance. Yeah. Bao gồm Lâm Bảo Ngọc, anh Hoàng Hải, Lily và Mai Tiến Dũng. Bên này sẽ có anh Quang Linh, Lương Bích Hữu, Vũ Thảo My và đội trưởng xanh lè, xanh lét Orgenus. Trước khi hai liên minh bước vào phần thi đấu, tôi sẽ được nhắc lại cách tính điểm của vòng này như sau. Chúng ta đã có điểm số của từng cặp hát đôi ở tuần trước rồi. Đó là lượt thi thứ nhất. Mình để điểm đó, mình save lại, chuẩn bị để cộng cho tuần này luôn. Tuần này là lượt đấu thứ hai, thì chúng ta sẽ có điểm cho từng tiết mục. Trong cái tiết mục hát một đấu một, các bạn chỉ được chọn một trong hai: Thanh Lam hoặc Thu Minh, Orange hoặc Apple. Wow. Nếu như bên nào thắng, bên đó được cộng luôn 100 điểm. Wow. Và tiết mục performance cũng tương tự như vậy. Hai bên so điểm, bên nào thắng, bên đó được cộng thêm 100 điểm nữa. Và sau tất cả các cái điểm mà các đội đã lấy được, mình cộng lại từng tiết mục, cộng thêm điểm thưởng, sẽ biết được liên minh nào cao điểm hơn thì là liên minh an toàn. Đội còn lại sẽ là liên minh nguy hiểm. Liên minh an toàn sẽ có hai cặp được vào vòng trong, một cặp nguy hiểm. Ngược lại liên minh nguy hiểm thì sẽ có hai cặp nguy hiểm mà chỉ có một cặp vào vòng trong thôi. Sáu người nằm trong phần nguy hiểm, chúng ta coi điểm số cá nhân của từng người. Sẽ có một OG và một ca sĩ Gen Z sẽ phải chia tay với chương trình nếu điểm số của họ thấp nhất. Còn bây giờ, chẳng chờ gì nữa, xin hai liên minh hãy bước vào trong, chuẩn bị cho những tiết mục nghẹt thở của mình. Mời các bạn bước vào lượt thi đấu thứ hai của Live Show 3, bài hát của chúng ta. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.